Dòng tâm sự thứ nhất, vừa thú nhận có con riêng, vợ lặng lẽ lục tủ đưa ra một tờ giấy. Xem xong, tôi run cầm cập vì bị lừa suốt 15 năm. Cuối cùng, tôi có bồ và con riêng ở bên ngoài. Đã vậy, con riêng của tôi còn là một cậu bé trai rất kháu khỉnh và đáng yêu. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao? Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Khi cưới nhau, do kinh tế của hai vợ chồng còn nhiều khó khăn, nên cả hai quyết định kế hoạch. 5 năm sau, khi mua được nhà, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh con. Thế nhưng thả mãi chẳng thấy có bầu, nên hai vợ chồng quyết định dắt nhau đi khám hiếm muộn. Do công việc công ty bận rộn, nên tôi chỉ đến khám và làm hết các xét nghiệm, còn vợ tôi thì ngồi đợi để lấy kết quả. Khi về nhà, tôi có hỏi qua về tình hình thăm khám như thế nào. Em chỉ nói không có vấn đề gì cả. Cả hai sức khỏe đều rất tốt, đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Thế nhưng một năm, rồi hai năm trôi qua, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Đến tận năm thứ ba, sau khi đi thăm khám nhiều nơi, vợ tôi bỗng dưng có bầu tự nhiên và sinh được một cô công chúa. Tôi mừng quýnh lên vì đã có con. Những năm sau, nhiều lần tôi dụ dỗ vợ sinh thêm một đứa nữa, thế nhưng cô ấy kiên quyết không chịu. Cô ấy bảo chỉ đẻ một đứa để nuôi dạy nên người. Do công việc của tôi mỗi ngày một tốt lên và thu nhập cũng cao, nên cả nhà đều mong vợ sinh thêm đứa nữa, nếu là con trai thì càng tốt. Thế nhưng vợ vẫn kiên quyết không sinh thêm con. Điều này khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày một gay gắt. Để dụ dỗ vợ, tôi còn cho cô ấy đứng tên hai mảnh đất khác, vậy mà em vẫn không chịu. Cuối cùng thì tôi có bồ và có con riêng ở bên ngoài. Đã vậy, con riêng của tôi còn là một bé trai rất kháu khỉnh và đáng yêu. Con mới sinh được một tháng, nên tôi cũng muốn tìm cách cho con và bồ một danh phận. Do tôi giấu kỹ lưỡng nên suốt 2 năm qua lại với bồ, mà vợ không hề biết chuyện gì. Vì có điều kiện nên tôi cũng mua cho bồ một căn chung cư, xe sang và đưa tiền cho cô ấy tiêu pha hàng tháng. Thế nhưng bồ vẫn lấy con ra để ép tôi phải ly hôn vợ. Sau cùng, tôi quyết định thú nhận với vợ và xin ly hôn. Thế nhưng, kỳ lạ là khi tôi thú nhận chuyện tài trợ này, vợ bảo sẽ chấp thuận hết mọi ý muốn của chồng. Cô ấy chỉ hỏi lại rằng, anh có chắc bé trai ấy là con của anh hay không? Tôi quả quyết đó là con trai của mình. Thì em lặng lẽ vào phòng, lục tủ rồi lấy ra một tập giấy đưa cho tôi xem. Vợ bảo đây chính là kết quả thăm khám hiếm muộn 15 năm về trước. Tôi bị vô sinh do biến chứng quai bị từ nhỏ nên không thể có con được. Rồi vợ cũng thú nhận ngược lại rằng, biết tôi có bồ nhưng cô ấy không dám phanh vui, bởi vì chính cô ấy cũng có lợi với chồng. Cô ấy nói con gái không có máu mủ gì với tôi cả. Nó chính là đứa con mà cô ấy xin tình cũ của mình để tôi có cơ hội làm cha. Vợ đã nói rõ tất cả mọi chuyện, nhưng thú thật tôi chẳng nghĩ được gì và chẳng dám tin vào tai mình. Tôi đã âm thầm đưa con trai và con gái đi xét nghiệm huyết thống, thì kết quả khiến tôi ngỡ người. Cả hai đều không phải là con của tôi. Cầm kết quả xét nghiệm ADN trong tay mà tôi choáng váng. Thì ra tôi bị hai người đàn bà lừa dối suốt 15 năm qua. Đúng là cuộc sống không giống như cuộc đời. Giờ đây tôi không muốn ở cùng người vợ hay cô bồ lừa dối. Họ chẳng yêu gì tôi cả, tất cả chỉ yêu tiền của tôi mà thôi. Dòng tâm sự thứ hai, chồng thường xuyên đi qua đêm, còn tôi một đêm không về, liền bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi không hiểu nổi tại sao anh ấy thường xuyên đi ngủ ở bên ngoài mà không ai nói được. Còn tôi chỉ ngủ nhờ một đêm ở nhà bạn mà bị đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí anh còn viết đơn ly hôn và bắt tôi ký vào. Chúng tôi lấy nhau được hơn một năm nhưng vẫn chưa có con. Nguyên nhân chính là do tôi chưa muốn có em bé. Bởi vì từ ngày sống cùng nhau, chồng thay đổi thành một con người hoàn toàn khác,
nên tôi thật sự rất thất vọng. Khi yêu, anh luôn chiều chuộng và nghe lời tôi. Bạn bè rủ đi nhậu, nếu như chưa được tôi đồng ý thì anh sẽ ở nhà. Làm được đồng nào, anh đều đưa hết cho bạn gái giữ. Ngày nào đi làm về, anh cũng phụ tôi nhặt rau, cắm cơm hay dọn dẹp nhà cửa. Trong suốt thời gian yêu và sống thử, anh rất tốt, tôi không chê được điểm nào, thế nên đã đồng ý cưới. Sau khi đã là vợ chồng, anh sống cho bản thân, chứ không thèm để ý đến nét mặt hay lời nói của vợ. Ban ngày đi làm, tối về anh hẹn hò ăn nhậu với bạn bè. Nhiều hôm hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm vui vẻ thì có bạn gọi rủ đi nhậu. Vậy là anh đặt đũa xuống rồi đi ngay. Vợ mà can ngăn thì sẽ bị mắng mỏ thảm tệ. Nhiều hôm chồng say xỉn không về nhà được. Anh nói là ngủ nhờ nhà bạn. Tôi nghi ngờ anh qua đêm với người phụ nữ khác. Nhưng vì chưa có bằng chứng nên chẳng thể kết tội chồng. Hằng ngày tôi chỉ biết khuyên bảo và giận hờn để kéo chồng về với gia đình. Vì chồng sử dụng bia rượu quá nhiều, tôi sợ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Vì thế, tôi chưa muốn có con trong giai đoạn này. Hôm thứ tư vừa rồi, chồng đi nhậu. Ở nhà buồn chán nên tôi rủ cô bạn thân ra quán nước tâm sự chuyện gia đình. Bạn bảo người như thế phải lấy độc trị độc mới được, không thể nhún nhường mãi được. Chưa có con cái gì mà tôi đã khổ vì chồng. Sau này sinh vài đứa con thì còn khổ hơn. Đêm đó, chồng gọi điện hỏi tôi đang ở đâu để đến đón về. Thế nhưng tôi giả say và nói ngủ nhà bạn. Sau đó tôi tắt máy luôn. Tôi đã làm giống y như những gì anh từng làm với tôi trong suốt một năm qua. Buổi sáng khi về nhà thay đồ đi làm, tôi choáng váng khi thấy anh ném đồ đạc của tôi ra gốc cây và đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh bảo tôi có thể nhậu say rồi ngủ qua đêm nhà người khác, nhưng tôi không chấp nhận một cô vợ ngủ đêm ở bên ngoài với một người đàn ông khác. Tôi khẳng định với chồng là mình ngủ nhà bạn gái, còn đưa cả hình cho anh xem. Thế nhưng chồng không tin mà luôn miệng nói tôi ngoại tình. Tôi và anh đều bình đẳng, tại sao anh có thể cho phép bản thân thoải mái qua đêm, còn vợ thì không thể? Nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, tôi không biết có nên ký vào hay xin lỗi chồng rồi hứa sẽ không tái phạm nữa. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.